Em dùng đi. Sắp có kịch hay coi rồi. Dạ ngon lắm. Cái mùi mồi tạc á, lúc đầu là nó nồng, nhưng mà sau đó thì cảm giác nó là rất là tuyệt vời. Em nói đi. Dạ. Tôi sẽ chỉ cho một cách bao ông luôn, chắc chắn là đánh một phát là thắng luôn, đánh một phát ăn ngay luôn. Nè, con gái á rất là thích nói về những cái chuyện mà xa xôi, nói về những cái chuyện mà chắc ăn về gia đình, nhất là chuyện con cái. Ông chỉ cần gặp ông nói là ông muốn có con với cổ. Khi mà ông hỏi chuyện con cái là người ta quả quyết ông là một người đàn ông sâu sắc, muốn tiến thật xa vô hôn nhân, muốn tiến xa và xa hơn nữa, đúng không? Nếu có con em muốn mấy đứa? Khoan! Anh hai. Em mới nói cái gì vậy hả? Em nói lại cho anh nghe coi, mới nói cái gì chứ nói gì? Anh cưới em 2 năm rồi, mỗi lần nhắc chuyện của con đòi ly hôn với anh. Em quen người ta được bao nhiêu ngày, bao nhiêu lâu, mà bây giờ tính đến chuyện của con luôn rồi. Em trả lời cho anh nghe đi, tại sao vậy? Anh muốn biết vì sao đúng không? Đúng, anh muốn biết lắm đó. Thì tại sao anh biết em dị ứng với hoa, anh kêu lấy tặng hoa cho em? Anh cũng thừa biết là em dị ứng với những món cay, nhưng anh vẫn tư vấn cho đến chắc em đi ăn nhà hàng có nướng món cay. Tại sao? Tại sao hả? Đây là hoa bất tử phơi khô, nó không có mùi, không ảnh hưởng tới khứu giác của em đâu. Em nói đúng, anh vẫn chưa trưởng thành, anh chỉ là một thằng đàn ông chưa bao giờ lớn. Thank you.